Vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại về Thiên Đường Một Đôi nhé, 202A25A nhé. Vâng, dòng khủng bố luôn, lặng như cối đá luôn nhé. Đây, quý vị nhìn đây. Con này thì phải nói là con này đời cao hơn con hai các cái dòng 200 hoặc 200 25 mã nhiều nhá. Vâng, 202 25 mã, và dòng đỉnh cao, chân rắc các thứ, nhìn quý vị nhìn này, đỉnh luôn nhá. Con này thì đừng hy vọng là nhấc lên nổi, một tay luôn nhá, một tay luôn, có kéo lên cũng khó luôn, có gồng đấy không gồng lên được nhá. Con này rất nặng luôn. Vâng, em nhấc này thì quý vị biết là tầm bao nhiêu cân rồi. Đây, không nhấc lên được luôn, kể cả em có đứng lên này, đấy, nặng luôn nhá. Đấy, con này khi em tháo cái cổ loa ra thì quý vị mấy sợ, phát sợ luôn nhá. Em sẽ tháo ra cho quý vị để quý vị xem. Vâng, đây nhá, em vừa tháo cái cổ loa rồi, quý vị nhìn đây, phải nói là cổ loa này rất nặng nhá. Riêng cái cổ loa này cầm lên đã thấy nặng rồi. Vâng, đã cực nặng này, quý vị nhìn em gồng này, đấy. Đấy, em buông tay ra này, nhìn tay em đây, đấy. Đấy, em đặt lên này, gồng lên này, đấy. Quý vị nhìn thấy đây, củ loa nó to như thế này luôn nhá, nó to lặng khủng bố luôn. Vâng, và rất nặng. Hiện tại sao cái loa này nó nặng như vậy, đấy. Đấy, kinh khủng luôn này. Nếu mà để nói về các bộ loa thì con này loa phải nói kinh khủng, kinh điển luôn. Đấy, kinh điển. Đây, quý vị nhìn này, này. Đây, cao, con này cao nhá, em xem này, cao khoảng tầm 33, cao 33, đấy, đây bát loa, đây bát loa đo thế này mới là thực sự bát loa. Bát loa ở đây là bát loa 10, bát loa của nó 16, vâng, bát loa 16, vâng, đấy, ngang của nó là 21, vâng, đấy, ngang 21 này, và sâu của nó này, em đo sâu này luôn này, ngày quý vị đỡ, đấy. Sâu là 28, nhá. Sâu 28 nhé, vâng, đây là một con loa khủng bố, kinh khủng, con loa kinh khủng, vâng. Đây nhá, đây là một cái bát loa rất to. Đấy, thuộc dòng cũng gọi là siêu nặng luôn. Đấy, em sẽ để cho quý vị xem này. Đấy, đấy, đây, hai con này, không ăn thua gì. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, đây, đây là cái từ này. Đấy, con từ của con này gấp mấy lần luôn nhá. Em sẽ cho quý vị xem này. Đấy, dày như này cơ mà. Đấy, dày như này cơ mà. Đấy, đây. Đấy, em sẽ cho quý vị xem cái từ của nó dày nha, nhá. Từ của nó rơi vào dày, bọn này dày khoảng tầm 5 phân rưỡi. 5 phân rưỡi này. Trong khi cái này nó chỉ được hơn phân thôi. Trong khi này chỉ được hơn phân thôi nhá. Đấy. Tất cả dòng loa nó chỉ hơn phân thôi, nhưng mà riêng con này của nó là 5 phân rưỡi. Kinh khủng. Đây. Đây, đây này, từ đây này. Đây, đây. Đây, từ hai lớp luôn nhá. Từ hai lớp này, một lớp dưới có một lớp và lớp trên có một lớp. Đây này, lớp trên này và lớp dưới luôn. Kinh khủng. Vâng, công suất của con này là rơi vào tầm là, em đo kích thước rồi nhá, quý vị nhớ kích thước nhá. Công suất của con này là rơi vào là 80W một loa. Vâng, 80W một loa, vâng. Ok, quý vị nào, em báo giá luôn nhá, giá con này là 2.950.000 nhá. Vâng, giá những đôi này có những nơi bán 4 triệu kìa, vâng. Kinh khủng luôn nhá, vâng, hàng kinh khủng luôn, không phải là hàng rẻ đâu nhá. Vâng, cái này trong những bộ nó của nó rơi vào tầm xấp xỉ 10 triệu luôn. Đấy, để quý vị biết nhá. Vâng, con này của nó thuộc dòng VIP luôn rồi. Đấy, giá em để giá rất rẻ nhá. Vâng, tiếng rất hay. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594581. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.